Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, đã bắt giữ HMH 20 tuổi quê Bắc Giang, đối tượng nghi vấn sát hại chị Lê Thị Thùy Linh, 21 tuổi ở phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội liên quan đến vụ án luật sư Nguyễn Anh Thơm trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh nhận định nhiều khả năng đối tượng sát hại nạn nhân để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Thứ nhất, nữ nạn nhân làm nghề quản lý phòng trò thuê, việc nạn nhân xuất phát từ nhà đi đến khu vực nhà cho thuê vào tối ngày 16 tháng 2 năm 2024 là nhằm mục đích để dẫn khách vào xem phòng và thu tiền phòng, do đó loại trừ nguyên nhân mâu thuẫn về tình cảm khi hẹn gặp nhau. Thứ hai, nữ nạn nhân khi đi có điều khiển xe máy Honda Vision và tài sản mang theo như điện thoại. Khi nạn nhân mất liên lạc cũng không còn các tài sản đó tại khu vực nhà trọ đã đến. Theo nhận định của luật sư Thơm, lợi dụng khu vực vắng người nghi phạm đã sử dụng hung khí nguy hiểm thực hiện hành vi sát hại nữ nạn nhân nhằm mục đích cướp tài sản. Sau khi sát hại nạn nhân, nghi phạm đã che giấu hành vi phạm tội phi tan sát nạn nhân trong phòng trọ và chiếm đoạt các tài sản rồi bỏ trốn. Hành vi phạm tội của nghi phạm rất giả mang tàn ác, không những đã tước đoạt tính mạng của người khác mà còn xâm phạm quyền sở hữu tài sản công dân được pháp luật bảo vệ. Xét hành vi phạm tội của nghi phạm đã cấu thành tội giết người và cướp tài sản, tội danh và hình phạt được quy định tại điều 123, 168 Bộ luật hình sự. Trước đó, công an thành phố Hà Nội tiếp nhận thông tin của gia đình chị Lê Thị Thùy Linh về việc gia đình không liên lạc được với chị Linh từ 15 giờ ngày 16 tháng 2 năm 2024 mùng 7 Tết Đến khoảng 12 giờ 30 phút chiều ngày 19 tháng 2 năm 2024, Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ đối tượng nghi vấn sát hại chị Linh là HMH, sinh năm 2004, quê quán Bắc Giang, và phát hiện thi thể chị Linh tại một khu trọ thuộc phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy. Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng H đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan công an đang tập trung đấu tranh làm rõ nguyên nhân, động cơ, mục đích gây án, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tối 19 tháng 2, tại nơi xảy ra vụ việc, nhiều người dân khu vực Bàn Hoàng cho biết, chỉ đến khi có lực lượng công an đến hiện trường và lân la hỏi mới biết xảy ra vụ án mạng. Không lâu sau, con hẻm nhỏ trở nên u buồn với những tiếng khóc than của người nhà, bạn bè nạn nhân, khiến ai cũng xót xa, thương cảm cô gái trẻ. Bà VTS ở phường Yên Hòa kể lại, Đầu giờ chiều cùng ngày, lực lượng chức năng xuất hiện tại chung cư nhưng không thể vào trong do nơi này lắp đặt hệ thống cửa mở khóa bằng vân tay. Sau khi gọi chủ nhà đến, cảnh sát mới tiếp cận một phòng ở tầng 3 và tìm thấy thi thể của cô gái. Bà S cho biết khi ấy căn phòng sặc mùi dầu gió. Theo những người sống gần hiện trường, nạn nhân là quản lý chung cư nói trên. Linh có nhiệm vụ dẫn khách đi xem phòng và thu tiền thuê hàng tháng. Trong khi đó, nhiều người cho hay nghi phạm gây án không phải người thuê phòng. Cũng trong tối ngày 19 tháng 2, hiện trường nơi phát hiện thi thể của nạn nhân đang được lực lượng chức năng bảo vệ chỉ những người thuê ở tại chung cư mini này mới được vào trong, xung quanh nhiều người dân hiếu kỳ đứng dõi theo vụ việc. Hiện giám đốc công an thành phố chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung đấu tranh làm rõ nguyên nhân, động cơ, mục đích gây án, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật liên quan đến vụ tai nạn trên cao tốc cam lộ la sơn ông trần hữu minh tránh văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho biết khi tai nạn giao thông xảy ra các cơ quan chức năng sẽ xem xét các nguyên nhân trực tiếp và xử lý trách nhiệm của các cá nhân tổ chức có liên quan các nguyên nhân chính thức cuối cùng sẽ do cơ quan chức năng công bố quá trình này không nhanh do các công việc đều phải được thực hiện theo những quy định chặt chẽ công phu tỉ mỉ khách quan có bằng chứng ngay tại nhiều nước trên thế giới cũng có thể lên tới vài tháng, mặc dù với những vụ tai nạn giao thông có sự hỗ trợ của camera hành trình, thời gian xử lý có thể nhanh hơn. Ông Minh cho rằng trong lúc chờ cơ quan chức năng phân tích công bố các nguyên nhân kèm theo bằng chứng, có rất nhiều điều mà người tham gia giao thông có thể tự làm ngay để nâng cao an toàn giao thông cho chính mình và cho cộng đồng. Thứ nhất, giao thông trên cao tốc có tốc độ cao, quá trình xây dựng khai thác vận hành và lái xe trên cao tốc đều phải tuân thủ các quy định của pháp luật một cách chặt chẽ. Đặc biệt, cần chủ động thu thập thông tin và lên kế hoạch cho chuyến đi, xác định trước chỗ nào dừng, điểm nào là nút giao ra khỏi cao tốc. Với những lái mới, tuyến đường đi mới càng phải hết sức thận trọng. Thứ hai, luôn chủ động trao rèn và thực hành đúng các quy tắc giao thông vì tất cả các quy tắc giao thông đặt ra đều có lý do và nhằm mục đích bảo đảm an toàn của người lái và xã hội. Đối với những lái xe mới hoặc chưa từng lái xe trên cao tốc, ông Minh khuyến cáo nên có những người lái xe kinh nghiệm bộ túc tay lái trên cao tốc trước khi tự lái. Thứ ba, tốc độ là nhân tố có thể hủy diệt mọi thứ dù đó là những phương tiện hiện đại và an toàn nhất, bởi vậy cần chủ động giảm tốc và duy trì ở mức hợp lý. Thứ tư, luôn luôn thực hành thắt dây an toàn bất cứ khi nào lên xe và tạo thói quen đó cho tất cả mọi người xung quanh. Theo anh Nguyễn Khang, ngụ xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, Quảng Trị, tài xế xe dịch vụ tuyến Quảng Trị, Đà Nẵng, cho biết hiện tuyến Cam Lộ La Sơn chỉ có 2 làn xe, trong đó một số đoạn có 4 làn xe và có giải phân cách cứng để các xe vượt nhau. Là người thường xuyên đi lại trên tuyến cao tốc này, anh Khang cho biết nhiều lần anh cũng đã giật mình trước những tình huống nguy hiểm, nhiều nhất là tình huống các xe ở chiều ngược lại vượt nhau. Theo anh Khang, những tài xế mới lên tuyến này lần đầu sẽ rất bất ngờ vì một số đoạn chỉ có hai làn xe nên khi xảy ra các tình huống sự cố bất ngờ thì rất khó để xử lý. Ví dụ, ở đoạn đường gộp từ hai làn thành một làn, đến đoạn này tài xế lơ là, không chú ý biển báo giảm tốc độ để tham gia làn gộp sẽ rất khó xử lý vì đoạn này sẽ trở thành một đoạn ngoặt rất nguy hiểm. Anh Khang nói, Biết rằng tài xế vừa trong trường hợp trên là vi phạm, nhưng tạm gác lại câu chuyện của tài xế trên thì tôi nghĩ hạ tầng giao thông ở đoạn này cần được nâng cấp lên 4 làn xe, gia cố thêm các biển chỉ dẫn, đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng vào ban đêm, khi đó sẽ giảm thiểu tai nạn. Theo kế hoạch, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xét xử vụ sai phạm xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức có liên quan từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 29 tháng 4. Gần 2 tháng, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 bị cáo khác bị đưa ra xét xử về các tội tham ô tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tòa triệu tập 2.404 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là các pháp nhân đứng tên vay, nhận tiền tại ngân hàng SCB, các cá nhân tại ngân hàng nhà nước, cá nhân đứng tên công ty, đứng tên vay, đứng tên các tài sản thế chấp tại ngân hàng SCB, thực hiện việc nộp, rút tiền, các cá nhân thuộc nhóm cán bộ ngân hàng SCB và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan khác. Phiên tòa do thẩm phán Phạm Lương Toản, tránh tòa hình sự Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ tọa có gần 200 luật sư tham gia bảo chữa cho các bị cáo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và bị hại. Trong đó, bị cáo Trương Mỹ Lan có 5 luật sư bảo chữa, bị cáo Chu Lập Cơ, chồng bà Lan có 3 luật sư bảo chữa. Đối với 5 bị cáo là cựu lãnh đạo SCB đang bị truy nã và đưa ra xét xử vắng mặt gồm Nguyễn Thị Thu Sương, Đinh Văn Thành, Chiêm Minh Dũng, Trầm Thích Tồn, Nguyễn Lâm Anh Vũ đều có một luật sư bảo chữa. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phát đi thông báo về việc kêu gọi năm bị cáo trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Bằng thông báo này, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi các bị cáo nêu trên ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, hợp tác với các cơ quan tiến hành tố tụng để đảm bảo quyền bào chữa, quyền tự bào chữa theo quy định tại Điều 16, Điều 61 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015. Trong trường hợp các bị cáo không ra trình diện hoặc đầu thú thì coi như từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị xét xử vắng mặt. Thông báo nêu. Trong vụ án này, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao còn truy tố các bị cáo là cựu cán bộ thanh tra của cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước vì đã tiếp tay, bao che cho sai phạm của Trương Mỹ Lan. Trong số 18 thành viên đoàn thanh tra, trưởng đoàn thanh tra là Đỗ Thị Nhàn bị truy tố về tội nhận hối lộ 5,2 triệu đô la Mỹ. 10 bị can bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, 7 người khác không bị xử lý hình sự. Theo cáo trạng, từ năm 2012 đến tháng 10 năm 2022, Trương Mỹ Lan thâu tóm, nắm giữ trên thực tế số lượng cổ phần gần như tuyệt đối của SCB, 91,5% cổ phần. Trương Mỹ Lan cùng nhiều đồng phạm đã tuyển chọn, bố trí nhân sự thân tín của mình vào các vị trí chủ chốt tại SCB thành lập một số đơn vị thuộc scb chuyên trách cho vay giải ngân sử dụng hàng ngàn công ty ma câu kết với các cá nhân đứng đầu nhiều doanh nghiệp để thực hiện tội phạm tiếp đó bà lan và đồng phạm thông đồng với nhiều công ty thẩm định giá để nâng khống giá trị tài sản bảo đảm bán nợ xấu bán các khoản cấp tín dụng trả chậm để giảm dư nợ tín dụng giảm nợ xấu để che giấu sai phạm mua chuộc tác động người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan nhà nước làm trái công vụ từ ngày 9 tháng 2 năm 2018 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của SCB hơn 304.096 tỷ đồng, gây thiệt hại 129.372 tỷ đồng.